Không chuyên nghiệp, nhưng mà trong các buổi nhậu sau khi hai ly thì hay hát.
À, nhưng mà để lấy cổ vũ cho những người sau, thì để quý vị cho nàng một tay chứ. Sau đây là bài Đi Bộ Nhớ Về Hà Tĩnh, nhạc và lời của Nguyễn Văn Tý. Thông báo là coi như là cũng có bố vợ Sơn cũng tặng mẹ hai câu đối đó, thì con cũng xin trân trọng đọc ra đây để thay đổi cái không khí và nhạc thơ ngày vui của mẹ mà đó. Thì câu đối chúc mẹ là như thế này: tổ tông công đức thiên tiên thịnh, tử hiếu tôn hiền bạn đại vương. Đó là qua nghĩa là coi như là một thời gian mà coi như là bố vợ của Sơn đã nghĩa là coi như là từ khi mình nhận thiệp mời đó đến đấy suy nghĩ đến là tặng mẹ hay là những cái là hai câu thơ, đó là một cái điều coi như là hết sức cái là hân hạnh đó. Thì tôi cũng xin thay mặt mẹ và xin là cảm ơn chú hai đó, để tặng mẹ hai câu thơ đó. Thì bây giờ không biết rằng là quý vị đại biểu đó, không biết có nghĩa là coi như là phát biểu với lại ý kiến gì không đó, để cho là tôi dẫn cái chương trình nó vẫn tiếp tục về văn nghệ. Thank you.
có mặt trong ngày mừng thọ của cụ bà thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Chúng tôi chúc mừng trong ngày mừng thọ cụ bà Lê Thị Con. Chúng tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Huế Tình Yêu Của Tôi. Bài hát này cũng để nói lên một phần xứ sở của cụ bà qua tiếng hát của những ca sĩ nổi tiếng bằng tiếng phụ nữ, đó là những ca sĩ Thanh Hồng. Đã bao nhiêu lần đến nơi Huế mộng mơ, tôi ước tầm vô tình yêu mơ. Kẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được, thế nhiều chàng và thank you.
là cái ý nghĩa như thế nào đó, là cái bớt ở đây là bớt phải như là coi như là đó, coi những cái đó là thực tế đó, mẹ làm được cái những cái điều đó mẹ còn đó là cúng Phật, đó là quan hệ được, đó là cái điều mong của các con, đó là cái ý nghĩa. Thì không ngoài ra thì đó là gia đại gia đình con, gia đại gia đình con là có Lục Hà là vợ con à, và có ba con, và cũng chúc đó là mẹ đầy đủ là sức khỏe, chúng con các cháu cho nó thấy mẹ gì nó học tập, bây giờ nó học tập cái hướng của mẹ đó, để nó là coi như là nó sẽ phát triển, đó là mầm non, những cái mầm non thấy mẹ như thế nào, cái bắt được mẹ như thế nào, những cái là bắt được mẹ như thế nào thì con cháu nó phải theo như mẹ, con xử mẹ như nào, mẹ xử con nào, đó là cái chuyện là có làm tới ngày đó, con mừng họ mẹ như thế, con đó là bây giờ mẹ cũng đang bị mai hỏi gì vậy? Bây giờ con cháu, nói gương của mẹ mà không phải là mẹ, từ con dâu tới là con gái con trai là cái hướng của mẹ làm sao mày có được tập tu cho mẹ là mẹ luôn, cho mẹ con có điều nào cho mẹ tặng cho mẹ một món quà dù nhỏ dù lớn mẹ cũng rất yêu thương, là vì con của mẹ có điều nào cho mẹ, mẹ có làm đã con xin chân thành cảm ơn mẹ. Bây giờ là đến phần quà của chị Liên Hoa. Con thì không có biết cái gì mà cả má mẹ con không biết quà nhỏ, con nói vui ngay quà nhỏ còn hai các con nói lớn lên, nói lớn lên, đặt cái nút chấm lại cho ngay với quà con đó, nút lại đeo tay cho má. Hôm nay là ngày chúc thọ của má, một ngày trọng đại đối với gia đình của cái này của má. Hai con nghỉ việc và các cháu thành châu đọc thành các anh để cho các má không đau hơn nữa và hướng dẫn cho các con trưởng thành thêm ngay nữa. Đó là điều mong muốn của hai con. Sau đây thì hai con và các cháu có những món quà tặng cháu, tặng cho bà sinh nhật này. Hồng,
một bông hồng choáng, là một bông hồng choáng. Đâu qua nữa? Đâu qua nữa hả? À, con lớp ơi, đã đồng bằng lớp cháu thì lấy cháu đâu? À, ngô, ngô gì? Ngô một câu. Ngô một câu tặng bà ngoại cái gì? Cháu cái. Bún ăn bún. Bún ăn bún. Rồi ngô, ngô đúng nào? Bông xà bông để tắm cho Phương. Thành. Rồi á, thì thế này, coi như